Vâng, xin kính chào tất cả quý vị, tất cả các chú chị đang xem kênh YouTube của hai anh em. Buổi sáng ngày hôm nay thì có một trong những cái nguồn thông tin liên quan đến câu chuyện của Tịnh Thất Bồng Lai, một trong những cái thông tin cực kỳ nóng mà chắc hẳn rằng rất là nhiều quý vị khán giả quan tâm. Như chúng ta được biết là vừa qua tại cái phiên mà phúc thẩm tại Tòa án Nhân dân tỉnh Long An vừa mới xong, thì bên cạnh đó cái tội danh liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản là một trong những cái thông tin và câu chuyện cực kỳ nóng mà rất là nhiều của chú anh chị chúng ta quan tâm. Đặc biệt hơn, trong buổi sáng ngày hôm nay thì em muốn chia sẻ gửi đến cho cô chú chị cái câu chuyện, đó chính là một trong những luật sư của Thiên An Bảo Trụ đưa ra một trong những cái thông tin cực kỳ nóng liên quan đến cô gái mang tên là Võ Thị Diễm My. Bên cạnh đó là hé lộ danh sách những người có liên quan cũng như là đồng phạm trong cái câu chuyện mà lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khi mà cơ quan chức năng đã ra những cái thông báo liên quan đến câu chuyện mà điều tra mở rộng đối với cái tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Thiền Am Bảo Vũ Trụ. Đầu tiên thì xin mời trai đồng bằng hãy chia sẻ cái thông tin mà liên quan đến cô gái Võ Thị Diễm My, một trong những nhân vật mấu chốt cực kỳ quan trọng trong câu chuyện này. Thì kính thưa quý vị, thì cách đây cũng không lâu, khi mà cái phiên tòa xét xử phúc thẩm 6 bị cáo tại Thiền Am kết thúc, thì một vị luật sư của Thiền Am bảo vệ cho Thiền Am á, nhưng mà hiện tại bây giờ thì hết rồi, thì họ cũng đăng một cái bài viết ở trên các Facebook cá nhân với cái nội dung thế này: phiên phúc thẩm xử các thành viên Thiền Am bên bờ vũ trụ đã kết thúc vào tối ngày 3 tháng 11 năm 2022 với nhiều lắng động. Điều mà dư luận quan tâm nhất là cô gái trẻ Võ Thị Diễm My, người đã mất tích bí ẩn hơn 2 năm. Dù có sự truy tìm của hai cơ quan công an của hai tỉnh thành phố lớn nhất đất nước Việt Nam, trong phiên tòa ông V.V. Thắng và bà D.T.T. Mai, họ viết tắt cho quý vị, cho biết rất muốn tìm lại được con gái của mình. Hội đồng xét xử và luật sư của cả hai bên qua phần thẩm vấn công khai rất quan tâm cô gái này và mong cơ quan chức năng truy tìm cô Võ Thị Diễm My. Thì đang bằng thấy là có cha mẹ cô gái Diễm My là nêu được cái vấn đề này thôi. Cô gái này có thể là một nhân chứng quan trọng để trả lời câu hỏi, mà cũng là căn cứ kết tội một trong số các hành vi được cho là vi phạm pháp luật, vu khống công an huyện Đức Hòa, công an tỉnh Long An. Đó là liệu rằng có phải cô gái này bị bắt cóc hoặc cưỡng chế bắt giữ trái pháp luật vào ngày 12 tháng 12 năm 2019 tại trụ sở công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đặt dấu chấm hỏi. Thì vấn đề này anh trả lời cho khán giả nghe luôn cái vụ này đi anh Huyền ơi, chứ họ có nhắc hoài cái vụ này. Thật ra cái vụ cái câu chuyện mà Diễm My có thật sự bị bắt cóc hay không thì rất là nhiều lần thì chúng ta đã được nghe, và những cái thông tin tại cái phiên tòa thì cũng đã nói rất là rõ, thậm chí là viện kiểm sát rồi cho đến là chủ tọa cũng đã nêu rất là rõ ra những cái ý kiến và quan điểm này. Thứ nhất là thưa quý vị, thì như chúng ta được biết là Diễm My được mời lên cùng cùng thời điểm đó là cùng với gia đình ba mẹ cũng như là bà Cao Thị Cúc, chứ không hề mời các nhân vật còn lại, nhưng mà họ đã tự ý xông vào. Bên cạnh đó, sau khi cái buổi làm việc xảy ra thì chúng ta có thể được biết là về phía cơ quan chức năng đã đưa cô gái Diễm My về cho gia đình của mình, là chính là ông Thắng cũng như là bà Mai. Như vậy thì rõ ràng cái sự việc mà cô Diễm My ngày hôm đó có bị cơ quan công an bắt cóc hay là không thì nó đã được làm sáng tỏ rồi, đã được bàn giao về cho cha mẹ rồi. Sau đó cô gái này ở trong gọi là gia đình khoảng 6 tháng sau thì mới tiếp tục bỏ trốn để mà đi theo gọi là Tịnh Thất Bồng Lai. Như vậy là cái tung tích cuối cùng vẫn là nằm ở Tịnh Thất Bồng Lai, tại vì cô gái này ra đi liên lạc người cuối cùng vẫn là gọi là thầy ông nội đến để mà xin tiền. Vậy thì quá rõ ràng, không có câu chuyện gọi là bắt cóc, câu chuyện gì ở đây cả. Đúng Cái rồi. cả bàn giao là cha mẹ gia đình làm sao gọi là cưỡng chế hay là bắt cóc được của chú anh chị, và các người này cứ đòi gọi là nhân quyền với cô gái Diễm My trong khi không có một cái mối quan hệ gọi là huyết thống hay là thân thích nào cả, nhưng mà vẫn cố tình mang câu chuyện này ra để mà nói. Bên cạnh đó họ nói rằng Diễm My là một trong những cái mắt xích quan trọng để mà xem gọi rằng có bị bắt cóc hay không. Thì thật ra Diễm My một mắt xích quan trọng thì hoàn toàn chính xác, nhưng không phải trong câu chuyện bắt cóc, là một trong những cái câu chuyện liên quan đến loạn lương và lừa đảo chiếm đoạt tài sản mới tại, chính xác. tại vì anh biết á, là họ muốn lôi cô gái Diễm My ra để xác nhận là cái ngày 12 tháng 12 là có bị bắt cóc hay không, là những người trong Thiền Am lên La Làng là bị bắt cóc rồi,
nhưng mà thực chất đã đưa về nhà rồi và 6 tháng sau thì mới đi. Cho nên là cái này là không có cơ sở, không có căn cứ nào mà cho rằng Diễm My là cái một cái mấu chốt quan trọng để gỡ tội cho 6 cái nhân vật ở trong Tiền Ham đâu. Rõ ràng là ngày hôm đó người ta đã đưa về nhà rồi mà mấy anh còn cố tình cố gắng quay clip đó, để tung lên trên mạng. Đó, thật sự là cái clip đó nó gây ảnh hưởng rất là lớn. Và fan của Thiền Nam thì anh biết không phải là nhỏ, subscribe nó tới 2 triệu mấy người, cái thời điểm đó chắc 1 triệu mấy. Thật ra thưa cô chú anh chị, trong cái chi tiết này chúng ta nên nhớ rất là rõ họ tại sao họ muốn gọi là triệu tập cô gái Diễm My. Và nếu như xuất hiện của Diễm My có thể mang lại cái sự gọi là gỡ tội được cho Thiền Nam nội trụ hay không, thật ra họ là hoàn toàn không thưa cô chú anh chị. Nhưng mà họ biết là Diễm My không thể xuất hiện trong thời điểm hiện tại, tại vì công an chưa có tìm thấy. Cho nên họ muốn mang lại đi cái câu chuyện này, mang cô gái Diễm My ra và cho rằng là mấu chốt để mong muốn kéo dài thời gian phiên tòa và yêu cầu phiên tòa hoãn lại để mà truy tìm cô gái Diễm My. Và thật sự khả năng rất là cao vì các nhân vật này biết cô gái Diễm My này đang ở đâu. Cho nên họ tự tin là nói rằng là phải cần triệu tập cô gái Diễm My để mà tìm chứng cứ, và họ lên họ kêu gào để là mong muốn cơ quan chức năng tìm cô gái Diễm My. Nhưng mà thật sự thì có khả năng rất là cao Diễm My đang ở một cái nơi nào đó mà họ hoàn toàn biết được. Và nếu như mà Diễm My xuất hiện với một trên tay của một đứa bé nữa thì lúc đó càng có thể khẳng định rằng là nơi tỉnh thất Bồng Lai này hoàn toàn có những cái câu chuyện bày đàn và loạn luân. Đúng rồi. Rồi mình tiếp tục thôi quý vị. Tiếp theo cái bài viết: cũng có thể cô ấy là một nghi can xúc phạm nghiêm trọng và nặng nề đối với một số chiến sĩ cán bộ công an huyện Đức Hòa, truyền hình Long An, một số báo chí nhà nước, ông Trần Ngọc Thảo, pháp danh Thích Nhật Từ, một chức sắc cao của tổ chức tôn giáo có số lượng tín đồ lớn nhất Việt Nam, trong 16 tổ chức tôn giáo được nhà nước công nhận và cho phép hoạt động hợp pháp, cùng một số cá nhân tu tại gia theo tín ngưỡng Phật giáo, vu khống cả cha ruột mình có dấu hiệu xâm hại. Dù thật sự sự thật ra sao, tất cả mọi người đều mong cô ấy còn trên thế giới này và trở về bình yên. Nay tốt dữ ha, kể cả các thành viên Thiền Am bên bờ vũ trụ. Đó là lòng nhân đạo, là tình người trong xã hội. Bất cứ ai có manh mối gì xin cung cấp cho cơ quan công an để giúp những nơi này sớm tìm được cô ấy an toàn và bình yên. Rồi, này các thầy cãi tốt ghê. Thật ra có một cái chi tiết trong cái câu chuyện này nè. Đó chính là trước đây cũng có một cái người được truy tìm, đó chính là bà Lê Thu Vân. Nhưng mà sau khi có cái dấu hiệu gọi là bà ấy phạm tội 331 chung với ông Lê Tùng Vân, thì nếu như bà này không xuất hiện thì chắc chắn sẽ có cái lệnh truy nã. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng không? Như vậy thì cho chúng ta thấy thì sau khi có xuất hiện là khả năng truy nã rất là cao thì bà ấy tự mò ra. Mà trong thời điểm truy tìm thì cũng không ai biết bà ấy ở đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Và thậm chí là cơ quan chức năng cũng không biết bà ấy ở đâu. Có một điểm rất là trùng hợp trong câu chuyện bà này cùng với cô gái Diễm My. Vậy thì khả năng ngày hôm nay rất là cao cái câu chuyện nếu như mà cơ quan chức năng thật sự muốn tìm tung tích của Diễm My, hoặc là cô Diễm My này có mang một tội danh trên người nào đó mà sau khi bị truy nã thì chắc chắn cũng sẽ xuất hiện thôi. Nhưng mà điều quan trọng bây giờ là Diễm My không có mang một tội danh nào, cho nên là cái vấn đề truy nã là hoàn toàn không thể. Đúng rồi. Truy nã chỉ sử dụng cho những người mà phạm tội, bỏ trốn hoặc là nguy hiểm. Đây, truy nã là chỉ dùng cho cái vấn đề khi mà cơ quan chức năng đã thấy dấu hiệu phạm tội và khởi tố, khởi tố cái vụ án rồi, khởi tố điều tra rồi và xác định đó là bị can rồi, thì người ta mới phát ra cái lệnh truy nã nếu mà bị can này trốn qua địa phương. Chứ còn bây giờ cô gái Diễm My này là một công dân bình thường, vẫn có quyền công dân, cho nên là cô này bây giờ ở đâu thì chỉ là đi tìm, nó có mất đi tìm thôi, chứ cũng không có phải gọi là tội phạm phải săn lùng để mà bắt đem về. Nhưng mà hiện tại thì ở đây là tụi em cũng rất mong muốn là cô gái Diễm My hiện tại bây giờ vẫn an toàn và bình an vô sự. Thì thấy cái hoàn cảnh của gia đình ông Thắng với bà Mai, 1000 ngày rồi tìm con thì cũng rất là khổ sở. Mà cái vấn đề mà Diễm My á, nếu như những phát ngôn vi phạm như thế nào và cơ quan chức năng họ xem xét xử lý là sao, đó là cái chuyện của họ. Nhưng mà ở đây thì rõ ràng chúng ta cũng phải xem lại, khi mà Diễm My về nhà rồi 6 tháng và sau đó là cuốn quần cuốn áo bỏ đi, và đi đâu? Đi vô Thiền Am để mượn tiền thì ông nội. Lần cuối cùng chúng ta gặp là đi vô Thiền Am có quay clip đàng hoàng mượn tiền thì ông nội. Rồi bây giờ Diễm My ở đâu?
đó, là cuối cùng là chúng ta phải hỏi được những nhân vật ở trong Thiện Anh. Và đặc biệt là cái vấn đề những cái clip mà cô gái Diễm My này, được cho là cô gái Diễm My nha, cái đó là chưa qua cơ quan đang thẩm định. Cô lên đó cô nói tố cha tố mẹ và tố cáo cả cơ quan chức năng công an, thì đó là do ai xúi dục, có kịch bản hay không. Đó, đó là cái vấn đề mấu chốt nữa. Coi chừng đem Diễm My ra lại là cái vấn đề thêm tội cho những nhân vật này. Cái khả năng trong cái thời điểm hiện tại thì chúng ta có thể thấy là hai nhân vật khá là trùng hợp, như bà Lê Thu Vân và Diễm My mất tích cũng như là truy tìm thì không ra, nhưng mà một khi truy nã đó thì bà Lê Thu Vân cũng đã tự chồi cái đầu ra để mà đầu thú, bởi vì bà ấy là không có thể gọi là nghĩ rằng không có thể trốn được lâu nữa cô chú chị. Truy nã là người ta gọi là rất là cực kỳ, gọi là đặc biệt, rất là gắt gao nha. Mà những người mà tiếp tay cho truy nã đó, tiếp tay cho cái phạm nhân mà che giấu tội phạm đó, thì ông cực kỳ gọi là có sẽ có liên quan. Anh cứ yên tâm đi, tại vì hiện tại bây giờ chưa có phát lệnh truy nã, chứ nếu có phát lệnh truy nã thì họ cũng phải đưa ra thôi, tại họ không dám giấu đâu. Tại giấu thì mang tội che giấu tội phạm sao, cho nên là họ phải quăng ra. Mà nhắc cái vụ của bà Lê Thu Vân thì ở đây mình chia sẻ lại một chút xíu, là của bà thì sẽ xét xử một cái phiên tòa khác, bà cũng không có chạy vụt đâu. Hiện tại bây giờ thì bà ở nhà thôi, chứ vẫn làm việc đều nha cô chú anh chị. Chứ không có chạy vụt đâu, cho nên là mọi người cứ yên tâm, tại vì có nhiều khán giả hỏi là có vụ bà Lê Thu Vân như thế nào rồi. Thì nó sẽ một cái vụ án khác. Thì bà nói bà bệnh hiểm nghèo, nhưng mà chưa có qua thẩm định của pháp y, cho nên là bà vẫn xử lý bà đó, chứ không phải là vậy là bà vụt chạy đâu nha cô chú anh chị ơi. Tiếp theo thì một trong những cái thông tin liên quan đến câu chuyện mà tội danh vừa mới đây được khởi tố, đó chính là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Như quý vị chúng ta được biết là với cái tội danh này thì cái mức án mà cao nhất, cái khung hình phạt cao nhất là từ khoảng 20 đến tù chung thân, đúng không trai đồng bào? Đúng rồi, 20 đến chung thân. Và cái điều đặc biệt mà trong thời điểm quý vị khán giả chúng ta quan tâm, đó chính là những cá nhân nào, thành phần nào có liên quan trong cái câu chuyện lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bởi vì nếu như là riêng ông Lê Tùng Vân cùng với các đầu đệ của ông ấy thì cũng không thể nào có một trong những cái kịch bản, rồi cho đến là một trong những cái hệ thống để mà lừa đảo suốt dài như vậy mà không bị phát hiện. Thưa quý vị, thì tất nhiên sẽ có những cái sự tiếp tay, đặc biệt là một số những cái thành phần YouTuber mà chúng ta đã từng nghe và từng thấy. Còn trong thời điểm hiện tại thì họ vẫn còn đang rất là hiên ngang để mà binh vực cho phạm nội, mặc dù đã tuyên án phúc thẩm rồi. Thì mới đây em có một trong những cái danh sách, nhưng mà không biết là nó có chính xác hay là không, danh sách gọi là dự đoán thôi quý vị. Còn nếu mà quý vị chúng ta nghe đó, danh sách này cũng chỉ để gọi là tham khảo thôi. Chúng ta nghe nếu mà thấy dư, thấy thiếu gì đó thì quý vị có thể comment vào để mà chúng góp ý, để mà chúng em có thể hoàn thiện hơn. Đầu tiên thì đó là Toán Trần ở Vạn Ninh, Khánh Hòa, là một trong những cái nhân vật mà chúng ta có thể thấy rằng có thể nói là tay trái tay mặt của thầy nội, đệ tử ruột. Tiếp theo là có thể nói là bà cô Lan Đưa Thưa. Lan Đưa Thưa ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh nha. Vừa rồi tại phiên phúc thẩm thì cô cũng đã xúc động quá và cũng có gọi là ngất xỉu, đi sẵn mặt mày, thấy sẵn mặt mày khi mà nghe tội gọi là tiếng án nha. Những nhân vật khác như là Hà Quốc Bảo. Quốc Bảo thì chúng ta được biết đó, Quốc Bảo là một trong những cái kênh YouTube mà xuất hiện tại Tòa án Nhân dân Thủ Dầu Một vừa rồi, cũng có xảy ra những cái vấn đề tranh chấp. Anh này thì ở Long Điền, thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu. Lê Thanh Minh Tú là hiện tại là cái chỗ ở thì cũng chưa được rõ ràng, có thể nói là cái địa chỉ ma. Bên cạnh đó thì được biết đến là một trong những người con của ông Lê Tùng Vân, thưa quý vị. Đào Kim Lăng, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Đào Kim Lăng là một trong những luật sư bảo vệ cho Thiền Am và Vũ Trụ. Chúng ta có thể thấy là cái độ múa của anh này cũng rất là đỉnh cao tại những cái phiên sơ thẩm cũng như là phúc thẩm vừa qua. Vừa nhây vừa nói dài, nói dai, nói dở đó cô chú anh chị. Hồ Thị Duy Phương, Hồ Thị Phương Duy ở An Giang. Nguyễn Giác Duy cũng xe quá. Đúng rồi. Ủa sao tên Hồ Thị? Đàn ông mà. Không phải cô te. Thứ bảy là Nguyễn Văn Danh ở An Giang. Danh là có thể bình danh là Danh Cá Giò. Còn có tên nickname khác là Hồ Ngọc Biển Đông, thưa cô chú anh chị. Tiếp theo là Trần Thị Hồng Thanh, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Nhắc đến cô này thì mời em đi chào bạn. Nhắc cô này thì quý vị chắc cũng đã biết rồi. Đây là một cái nhân vật thợ cải online. Nói chung là cô này cũng vào sau thôi chứ không phải vào trước. Cô luật sư thủ kho đôi chi cấp điện mà cô chú cũng đã biết rồi.
mọi người cũng đã biết rồi, thì bà dạo sau câu chuyện của Thiền Am và được fan Thiền Am rất là ủng hộ ha. Và bà Bình Dực ta gọi như là bất chấp luôn. Mới đây thì bà cũng đăng một cái bài xúc phạm rất là nặng nề sau cái phiên tòa kết thúc, thì tụi em sẽ chia sẻ trong clip sau. Còn vừa rồi đó thì anh Nguyên anh chia sẻ cái danh sách này là chỉ để cho mọi người tham khảo thôi, tại vì cái vụ án thì đang trong cái quá trình mà điều tra mở rộng đó. Còn những cái đồng phạm tiếp tay giúp sức mạnh mẽ như thế nào thì cũng chức năng họ sẽ điều tra chắc chắn về cái sự việc này. Thì phải có đồng phạm tiếp tay rồi, chứ một mình gia đình thầy ông nội thì không thể nào mà một tay mà gọi như là khuấy động được cái mạng xã hội này. Phải có những cái chân rết, những cái kẻ mà suốt ngày cũng như binh vực cũng như là kêu gọi những cái nguồn tiền để bơm về cho Thiền Am đó. Thật ra đối với cái danh sách này thì em được một cá nhân lục nhặt được trên mạng xã hội, nhưng mà đối với riêng em á, thì em suy nghĩ rằng là vẫn còn thiếu rất là nhiều. Bên cạnh đó thì những cái thành phần như là công ty truyền thông nè, đúng không, rồi như là một số nhân vật khác còn lại như là thám tử Cao chẳng hạn, vân vân, thì chúng ta cũng nói là có thể là có liên quan trong cái câu chuyện liên quan đến tiền bạc, tài sản, không loại trừ bất cứ ai, không loại trừ bất cứ ai. Và hiện tại thì cơ quan chức năng họ đang trong quá trình điều tra mở rộng, thì tất nhiên sẽ có đồng phạm trong câu chuyện này. Mời cho đồng bằng có suy nghĩ về đối với cái danh sách này. Thì như anh Nguyên đã chia sẻ đó, thì cái danh sách này vẫn còn thiếu sót một vài người. Và nói chung là có một vài người thì em thấy cũng cộm cán hơn những cái nhân vật này nữa, nhưng mà họ chưa xuất hiện. Chưa xuất hiện đâu, chưa thấy nằm trong danh sách này. Danh sách này chỉ là mới là sơ lược thôi, và nói chung nó cũng chưa chính xác ha. Tại vì hiện tại bây giờ chưa có cơ quan chức năng nào kết luận là có đồng phạm, hoặc là đồng phạm là những người này, cho nên là mình nghe, mình chỉ tham khảo thôi đó. Còn cô chú chị em theo dõi trên mạng xã hội thì mình có thể đánh giá được, mình biết được, tại vì khán giả rất hay, khán giả rất thông minh, là người ta theo dõi thường xuyên lắm, cho nên là người ta biết cái kênh nào đó là Bình Dực mạnh nè, kênh nào kêu gọi nè, kênh nào là gọi như là tay mặt tay trái sống chết chứ thẹn nội đó, người ta biết. Còn một số những cái danh sách kênh khá là dài nữa, như là quý vị vừa rồi cho chia sẻ cho em được biết là Ngọc Quyền Vlog gì nữa, vân vân, cũng như còn rất là nhiều. Thì nếu như có thiếu sót gì thì mong cô chú anh chị, những ai mà biết được thì điền vào giúp tụi em nha. Thì đó là một trong những cái thông tin mà sáng ngày hôm nay em cũng như tay đồng bằng muốn chia sẻ gửi đến cho cô chú anh chị. Xin được cảm ơn các vị rất là nhiều đã quan tâm, yêu thương, tin tưởng cũng như là ủng hộ kênh. Mong rằng cô chú anh chị khi mà xem video thì hãy để lại cho em một like, một chia sẻ, một đăng ký, giúp kênh có thể phát triển hơn. Còn bây giờ xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Vâng, cuối phần video ngày hôm nay thì em muốn giới thiệu đến cho tất cả cô chú anh chị một sản phẩm được gọi là tinh hoa của thiên nhiên, đó chính là mật ong rừng nguyên chất được lấy từ rừng Tràm Ủ Minh. Quý vị chúng ta được biết là mật ong nó có rất nhiều những cái công dụng khác nhau và hỗ trợ điều trị rất nhiều những cái căn bệnh, ví dụ như là chữa ho khan, ho đờm, chữa bỏng nè, tăng cường trí nhớ nè, hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường, thậm chí đó chính là nâng cao hiệu quả để chữa lành những cái vết thương. Và bên cạnh đó đó, rất là nhiều những cái công dụng dành cho các chị em có nhu cầu làm đẹp. Thì đây là một sản phẩm được lấy từ rừng Tràm và chính tay người nhà em đi lấy, cho nên cái phần chất lượng là bảo đảm cho các chú chị, là bao xài, bao thử, miễn phí ship toàn đất nước Việt Nam. Và hiện tại thì sản phẩm của bên em có thể giao trực tiếp đến toàn thế giới. Quý vị khán giả nào bên phía nước ngoài đó thì có nhu cầu liên hệ qua cái số điện thoại em đang ghi trên màn hình, nhắn tin qua Zalo, Viber hay là gọi trực tiếp để đặt hàng, cũng như em sẽ tư vấn cho quý vị khán giả một trong những cái cách sử dụng và cách bảo quản mật ong như thế nào là tốt nhất. Xin được cảm ơn tất cả các chú chị, mong rằng hãy ủng hộ cho mật ong rừng nguyên chất. Xin cảm ơn.